Hello, xin chào cả nhà của mình nha. Rồi, một buổi sáng thật là êm đềm. À, mẹ Ngọc đang Hello, xin chào cả nhà. Ngồi lặt cải nè cả nhà. Cải bè xanh ngon quá cả nhà ơi. Trời đất ơi, cái này mà đổ bánh xèo à, thôi đừng nói tới luôn. Tốt không quá, có trời. Phân bón. Cả nhà coi cái lá cải nè. Quá tốt. Quá trời luôn. Ăn cảm thấy nó dưỡng bụng luôn ha mẹ ha. Ừ. Ăn tới đâu thì dưỡng bụng tới đó. Cái này là thì ấy luôn á. Organic. Organic. Mẹ, cô nghĩ mẹ nên lặt bớt cái đó luôn mẹ, để cho cái cải nó phát triển hả? Không? Cái dài dài đó kìa. Ừ. Cái này là cái bông đó con, nó lên bông á. Quá trời xanh tươi luôn mày. Tối hôm qua mẹ ngủ được không? Hôm qua mẹ ngủ cũng ngon. Được. Nói chung mấy ngày nay về đây ngủ ngon, được. Đỡ đỡ rồi. Chà, sáng mẹ làm hết bó mít nó mới rau muống rồi hả? Mình cắt xác vậy á, cái cà tím có rồi cả nhà. Vài ngày nữa xuống. Anh bảo này là anh chồng là theo cái mẹ không á cả nhà, bị ý đi, mẹ Ngọc thích ăn cà tím nè. Thấy không? Rồi cải bè xanh để mẹ đổ bánh xèo nè. Ba thích ăn rau muống nè, thấy không? Toàn tâm toàn ý hết trơn. Có đứa con trai đáng đồng tiền bỏ cửa. Còn này là hình như lá tí tô vậy mẹ. Rau dền con. Ồ, còn một khoảnh này là mô mút là chắc lên lên cải tím nè. Ừ. À, con thấy cải nè. Ủa rau dền hả ngoại? Nuôi dền. Anh Bảo cũng mua hột về anh gieo nè. Cái rau dền này thấy là lâu ăn à nghe. Nghe chị Ngân nói không phải biết sao không? Bữa hổm nó non quá mình không ăn, bữa nay là nó ấy rồi. Dạ ơi là cái lá. Nay nó già rồi. Khủng khiếp. Thôi đất ơi. Bữa nay là có cô Nhung với chú Lũ lên cả nhà ơi, nên là mẹ tính làm món gì nè. Chú Lũ thích ăn cái rau này nè, nấu với cá cá lóc lắm nè. Trời, sao biết hay ta? Biết hồi mấy năm trước chú Lũ về, mẹ hay nấu món này cho chú ăn á, chú nói chú thích á. Rồi mẹ làm món gì nữa? Rau muống xào rồi mua đồ tức đi ra chợ coi mình mua thêm cái gì. Mà toàn là món chú Lũ thích không phải không? Ừ. Sáng vậy là con ngọn nghe mẹ bàn rồi, chú Lũ thích cái này, chú Lũ thích cái kia, chú Lũ thích cái nọ. Hay là hả, suy nghĩ cái món ăn nghe chú Lũ cô Nhung lên là hả làm cái món ăn yêu thích của chú Lũ với cô Nhung. Vậy lâu lâu chú lên một lần nấu một bữa ăn nó đơn giản nhưng mà không, chứ chú Lũ cũng ít ăn mấy món này lắm á. Đúng ý, đúng ý là chú thích. Yeah. Mời bạn ra vườn hoa. Trời ơi, đi chân không đi. Ôi, không dám đi chân không nữa. Trời ơi, nói hả, trên nè, trả dép nè, đi ra đồ dép lại coi được đời không. Trời ơi, bằng chân tắn tươi à. bằng chân nhưng mà tắn tươi à, nhưng mà bưởi à. Quá trời lá cải à. Cả nhà mình đây, hình như cốc này cốc Thái hay sao nè, nhỏ xíu mà có hai trái rồi nè. Mới đầu Ngọc tưởng cốc này giống như cốc nhà Ngọc ở bên Florida chứ. Tại vì cao quá trời cao mà chưa có trái thì cốc Thái này có sớm nè. Rồi, cô Nhung với chú Lũ lên nè cả nhà ơi. Chú Lũ giờ lên chơi, nãy giờ chú Lũ ngồi cũng, mọi người ngồi cũng 3 tiếng đồng hồ à. Mẹ với chị Ngân thì mới đi chợ về. Ủa, chú Lũ ơi, quên nữa phải nói chú Lũ nãy đã. Chú Lũ. Dạ con chào chú, dạ. Chú Lũ, mẹ con đi chợ nấu toàn món chú Lũ thích không á. Chú Lũ chạy lên chết chiều luôn. Rồi. À, quá chợ về nè. Đưa tôi đi chợ. Đi chợ Biến Hà vô gặp toàn mấy cô ở Ngọc Thông. Vậy á hả? Tiếc quá, bữa nào đi con qua con chào cô nghe. Bữa nay con cũng tìm được mấy khách hàng tại mấy khách hàng coi Ngọc livestream mình cà lây luôn được. À không đặt hàng được, không đặt hàng được cho nên chị Ngân cho luôn rồi cho số điện thoại luôn. Trời đất ơi, quá trời đã quá rồi còn cánh dạ không. Đó, con nói chú Lũ đó là hả, mẹ con nấu đi rồi chú Lũ đi nè. Coi nè, đi ăn mua tôm mà tôm bự ghê. Tôm gì? Tôm làm gì? Tôm càng xanh hả? À, xanh có lý đâu, em tôi đã nói luôn á. À, trời đất ơi. Bằng xanh mà hấp rồi thôi nói gì nữa. 3,5 kg. Ngon vậy kìa. Đó, cô Nhung nè cả nhà ơi. Lâu quá. Cả nhà mình. Không có ca 1,2,3, 3,4,5 gì hết trơn. Chào cả nhà. Cả nhà, cái đó không biết chừng nào gặp cô Nhung trên kênh của Ngọc nè.
bác ba nè, chú Mười nè, chú Mười, chú Mười ơi, chào cả nhà chú Mười. Bỏ chân bỏ cảnh chú Mười đây. Đang thoải mái quá cháu đưa cái máy quay vô bởi vậy. Cảnh này là phải ngồi thoải mái thôi. Tưởng đâu ơi. Tưởng đâu ơi. Tưởng đâu đang thi thăng với ai. Đang quýnh cờ tướng nữa nha. Chú Lũ nãy đi chơi rồi. Chúc mừng hai vợ chồng con, hai đứa Bảo Ngọc nè, Bảo dạ. Với Ngọc. Nên chỗ này là quá lý tưởng luôn. Dạ. Đây là nhà mơ ước đây. Dạ. Kiểu này là về có Nhung phải cày thêm nữa đây chứ nhìn thấy cảnh này về phải cày thêm chót. Tâm huyết quá. Tâm huyết vô phải tâm huyết cái này. À, Bảo. Dạ. Nhìn thấy cảnh này về phải cày thêm chót nữa. Trời ơi, wow. Thì cái chứ để kiếm đường về hưu rồi mai mốt rồi còn làm cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ về vì thai ở đây. Đẹp quá đẹp. Cô Nhung bây giờ về vui không? Vui con đi tùm lum. Tuổi về ở nhà nội mình giờ Cô Nhung sắp đi lại rồi. Sân vườn làm đất cỏ đồ. Đám cưới xong mà đi lại rồi. Là đẹp thôi chứ nhà nội. Con đi vậy bên này ở bên đó mình hả cô Nhung hả? Bên này ở bên đó mình hả? Bên đây ở nhà mình với lại Emily. Ủa Emily qua bên ngủ luôn hả? Emily cái tí. À cũng được. Nhưng mà Nhung nghĩ phải làm lại cái hàng rào giống vậy mới đẹp nè, cái nhà nội á, mai muốn làm lại cái. Nó thì dán gạch lên thì có gì đâu. Thì đó làm lại cái hàng rào cao cao rồi lên. Dán xí như vậy mà. Bình thường chú làm nhanh lắm. Ừ. Bao đẹp tốc độ. Mai muốn mà mình về nhiều hơn là mình phải làm lại. Đúng rồi, làm cao cao, vòng ốc rồi cái đó nọ là chỉnh chỉnh chỉ. Ai, ôi ôi bà nhún vậy nha, bà nhún con nó nhảy nó ngang. Hai, wow, đã quá. Cái này là chơi về lý tưởng nhất luôn. Bơi này bơi dữ lắm nha. Yeah, bơi từ từ ấy nha, cẩn thận nha. Trời ơi nó trồng chuối luôn rồi kìa Bảo. Trồng chuối trồng trồng cây dưới luôn rồi kìa. Uống nước à, ở đây uống nước à. Bên trần uống nước à. Rồi bên trần dữ lắm à. Uống nước à không? Rồi, cây uống nước luôn. Có nước máy vô ngon lành ha con hả? Dạ, đúng rồi. À, mâm cơm bữa nay là thấy mắm tôm rồi này kia nè, mẹ con nói chú Lũ thích ăn nè, con Nhung nè. Rồi cái này á, là cải cắt cây dường nha. Mẹ nói chú Lũ cũng thích ăn món này nữa nè. Cây nhà lá dường thôi. Nha. Dường không đó chứ? Dường không đó. Dường không mà chú Lũ không trốn gì đâu. Nay giờ ăn cơm. Ăn cơm cho vui bữa cơm. Để này, mở chú mày. Mấy cái mở gì vậy? Xù cái mùi rủi rùi vô kìa bất kìa. Ủa đóng cửa lại rồi nó không vô chứ. À, thì đó đóng cái này thôi để cái kia. Chú. Đúng rồi. Hôm qua giờ chú vô chú chưa ngắm hầu cá của con luôn á. Quá sai lầm thiệt. Qua tối luôn cái ngồi luôn ngoài đó luôn. Có lấy không? Cá đẹp quá. Dạ. Con bì ai tới những giới thiệu hồ cá đó. Thôi cả nhà mình ăn đi. Túi là của Bảo đó. Rồi mời cả nhà mình nha. Có mình. Hả? Bảo cái tám rồi mời lại gia đình dùng bữa. Mời mọi người. Chú sáng nay mới ăn sáng hả? Tôi có chú ăn rồi chứ, có cá ngon. Tôi thấy gặp bữa trưa ăn luôn chứ chú mới đi ăn cái gì. Ăn mấy đi chú? 7 thì 5 được, con cá. Lòng nè. Con Nhung là khoái ăn cá đó. Để lấy thêm mấy cái đồ để đựng xương này. Bấm ăn không? Ở vậy hả? Ngon rồi mà. Quá ngon. Ngon hả? Ừ. Ăn ngon thì ăn nhiều. Chút bài hết trơn. Đúng rồi. Bảy. Mắm tôm ngon không? Bảy mà ra tay là hết cơm. Hai em nấu cơm nhiều. Ủa cô Duyên đâu? Cô Duyên thôi, cô Duyên còn non. Ủa? Ăn luôn đi mẹ, mẹ ăn luôn đi mẹ. Ăn gì? Ăn luôn đi. Cơm kìa, còn nhất cơm dư kìa. Cơm hả? Cơm gì? Bây giờ lên sao hả? Đó, lên ký đó, nãy bước lên cân thấy lên 2 ký đó, 2 pao đó. Quá trời. Về cái cá là tươi rồi phải ha. Ừ, cánh gà với nước mắm cho đường huynh nè. À, đường huynh là cánh gà với nước mắm. Là cá bóng à. Ừ, cá bóng thì đã. Gấp gấp đại luôn hết đi chú.
nó không có xương lớn. Ủa lại chợ đâu rồi? Chợ Biên Hòa. Biên Hòa mà mua cánh gà cũng có nữa. Chị đi mua hả? Tới còn luôn, nhập cái chợ chị với Ngân. Chị biết đi chợ luôn hả? Bốn hết chị không? Ngân hết chị anh Ngân. Ủa thì ở Biên Hòa chị đâu có rành ở trên này đâu. Ở chợ cả nhà nha. Mà cả nhà ăn cơm. Ở Sài Gòn thì bây giờ là chị ở nó quen. Chị mới về đây ở cái mấy phải không? Chị mới về có bạn. Để về nói chị biết chỗ đi chợ đó, ý là nói vậy sao vậy? Không có nhịp thì chứ rằng là không. Nào giờ con chưa có ăn bao giờ mà ăn canh mà với lại cá lóc rồi nghe. Ồ cái này món ruột. Chưa lẩu khoái lắm. Ừ. Khoái ăn bên cải luôn. Cải nhà cũng giới đâu à. Cái quan trọng nhất là cả nhà cũng chặt khoe từ tay con đồng. Cái khoe từ sáng giờ. Dưới đây mình có cái cọng dây chặt pin không đó? Có, nhiều lắm. Con gà tình thú này hết pin rồi. Quay lên có cái dây chặt pin theo rất nhiều. Quốc khai không mày ù hai nổ mì bự dữ chú lũ. Đi mạch xa. Chú lũ đi mạch xa hả? Trời ơi đi gọi đầu. Trời ơi. Nãy tao kiếm bánh mì ở trên kia lúc cậu chạy về ngay cái cua này là bánh mì ngon quá. Viên đám đứng ăn luôn. Viên đám đứng ăn luôn. Mì lỗ tai heo luôn. Mẹ nãy đi mạch xa đồ ngon là không? Chỗ đó được không? Được ha. Chỗ đó làm được không? Bởi vì con khen là biết rồi. À, nãy Ngọc dẫn mẹ nè, cô Nhung nè, cô Duyên nè, chú Mười nè, Quốc Ba nè. Đi ra mạch xa. Năm người ra mạch xa. Ngọc ở đây ai đây mà Ngọc ráng lại mạch xa đó là phải thường là phải cho con sức mạch xa chứ không phải con vô là phải không tính tiền. Ai tới đây cũng dẫn tới chỗ đó mạch xa trơn. Mà chỗ đó làm được sạch sẽ ấy làm được hơn mà quẹo qua cái nha ra tới liền. Nhà mình quẹo qua tới liền. Mấy ở trong đó mấy em đó cũng biết có con con nữa. Trời, thiếu gì? Chắc mấy bạn đã biết con mà. Ừ. Giờ chiều ngồi đây mát đó nha. Đó, mọi người còn ngồi đó chơi kìa. Đó, chú Lũ đi chơi về rồi đó. Chú Năm kìa, cô Dung kìa, sinh hoạt nhẹ nhàng ấy vậy thôi. Giờ chuẩn bị bye bye để về lại Sài Gòn. Về Sài Gòn tối nay ở sớm có cái sinh nhật. Gì vậy? Ngoài đó hả? Ăn Có không? Có kem không? Là con mua kem cho nó nghe cà ren. Coi Ngọc mang đôi dép này. Có kem chưa? Ủa? Kem đi hả chị? Ủa kem chạy lẹ quá mà. Đường này chứ tối mà đi bộ đã lắm. Mát, hai bên đường toàn là hai hàng cây không à. Chiều ở dưới mẹ bán cá viên chiên. Bán nhiều đồ cũng yeah. Bún riêu đồ này kia nữa đúng rồi. Chỗ bữa hôm con đi ăn mua về là chỗ khác đúng không? Mua gì mua ta? Thoải mái không ngoại ha? Mình mới lại đây xong mẹ không thấy bên đó có cái chùa. Trời bên đây giờ đâu rồi, cái chùa này lâu lắm rồi ngoài ơi. Có cây sa la nữa kìa. Anh Bảo anh thiết kế cái chậu bông để đây nhìn đẹp nè. Thấy được là hài hòa. Nhìn nó khác với lại mấy cái kia. Ngủ giấy giờ luôn hả? Trời ơi, muốn sáng giờ luôn hả? Ừ. Vậy anh cơm không ngủ nữa. Wow. Đu đơ mà. Cho anh ngủ đi 5 giờ sáng luôn mà. Con mấy đứa nhỏ kìa bơi xong rồi không chịu rồi ấy cái kiến bơi lên để đây cả tuần lễ á. Hai ba cái kiến bơi dưới đây nè. Look at that. Yeah, four of them. Rồi cuộc vui nào cũng tan. Có thì gặp chị dẫn đi hết, ai chị không dẫn đi mạch xa hết trơn. Hôm nay mình đi lên đây cháu Ngọc dẫn gia đình đi mạch xa. Cảm ơn nha gia Ngọc Bình nha. Sức khỏe là trên hết. Rồi chú giờ đi Sài Gòn con này. Đi Sài Gòn đi con. Ok. Tiếp chương trình đi lên Sài Gòn hết. Bắt năm hả? Thận đi luôn này. Dạ em đi chứ. Vậy là bắt năm đi với em đi. Đi với em. Ừ hai chú hai bắt cháu đi. Đừng bỏ bác. Đừng có bỏ rơi bác nha. Phút luôn bác ba. Không dám rời luôn á. Người về Sài Gòn, người về Đồng Nai. Lấy mấy chai nước đi, lên xe uống đi. Giờ ở Biên Hòa.
đi về đi. Trời, đám cưới gặp. Trời đất ơi, mà chả chi đó. Chả chi. Mua đơn đúng không? Đơn đó. Rồi ba chúng mày. Trời, từ sáng tới giờ luôn, đi từ sáng tới giờ luôn, giờ 5 6 giờ chiều mới chịu về luôn. Ngồi chờ về tư rồi nãy giờ chưa về. Ơi, đó đi để ta set up đi. Đi. Dạ. Turn up the air conditioning. Tắt hết. Bye bye. Tuần sau gặp lại. Bye bye. Dép của con rồi cháy. Hello cô bé quần phệ. Đây nè. Hello. Mom, Daddy was doing the yo-yo, but he's trying to ruin. Trời ơi, có mặt cái mặt đó quét kìa. Yo yo. Hey, where's the media my bad? You had both of them. Should grandma take it? Ask grandma. Mom, where's the medium iPad? Chịu thua. The big iPad? Con đi với cậu thật nha. Lấy đi chú. Tại sao? Hey. Ủa xe mình đứng đây dựng đâu ta? Bác bác cái đuôi vô không? Đi xách đồ không? Rồi thôi đem ra. Thằng đi chứ đó vậy. Rồi ok. Gặp nhau ở hẻm. Chú mình chạy, con chạy chú mình nè. Rồi lại lên xe ngồi đi con. Xe nè. Đi đi. Ngồi đông tiên sụp. Bye 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 ca, vô đi Quynh. Đi Quynh. Xe đạp xe đạp. Cái bịch rác em nói gì để làm đây. Đi Quynh, chị Quynh hỏi có thấy cái cao chỗ cao tổ chú Tám nghe đó chưa? Chú Tám. You went there? Oh yeah, I went in there. Well, I didn't go inside it, but I looked inside and I said, oh wow, it smells like cao tỏi à? Like chili. No, it smells like your mom's chili. Oh yeah? Yeah, that's what I smell inside. Though. Yeah, because there's a lot of garlic in it. Nói là không có đi vô mà đi ngang cái mùi cao tỏi. Gì mẹ? Anh bảo nói chó nó bươi chỗ nào đâu. Đó là nó kìa, ngay chỗ góc đó kìa. Trời ơi, ngồi á bụng quá trời, bụng mày bữa này mình phải giảm cân bớt hay sao? Đây là cái bụng này, bụng giảm cân kìa. Trời ơi, về Việt Nam mới có mấy ngày bụng mỡ hâm. Hả? Ui trời. Mỡ mới lạnh lắm. Ngọc về tới lại Sài Gòn rồi cả nhà ơi. Bữa hứa ngày làm hai cái video. Làm không nổi, mấy nay ngủ không à. Nội thời gian ngủ không hết quá trời tiếng hồ rồi. Nên là không có kịp làm video luôn. Một buổi sáng thanh bình. Cả nhà mình nghe tiếng gà gáy không? Chim hót nữa. Thằng những cái số đi đâu cũng có chim hót hay sao á. Cái nhà bên Florida vậy cũng nghe chim hót nè. Cũng có cây nè. Đây cũng nghe nữa. Không biết nghe mùi gì nhiều không? Nghe mùi đồ ăn. Giống như mùi nướng thịt vậy á. Giờ này là giờ ai cũng đi làm, đi học ở trên nên rất là kẹt xe luôn. Why daddy? Very traffic. Yeah, very traffic. Lots of people getting ready school. For work and school. Với lại hai bên đường chợ nữa. People go to the market too. Market, yeah, it's a busy Monday. Yeah. Hôm qua cô chú coi lá kỳ nè, lá kỳ đang nằm mà nói chuyện nó nghe nè, nói chuyện qua camera nó nghe, nó nghiêng nghiêng cái đầu nó nè. Đâu rồi? Lucky. Hi Lucky. They feeding you good. Đó, nó nằm à. They feeding you treats, Lucky. Lá kỳ rồi, bé Tư đâu rồi? Bé Tư đâu? Bé Tư đâu? Hi Lucky. Ngày nào cũng hay lắc cây hết trơn. I know, you miss us, right? Ngày nào là cũng thấy camera có cử động là biết tụi nó đi ra đi vô. Nên là ngày nào cũng mở camera lên nói vài tiếng gì cho nó nghe. Rồi coi kìa. Rồi coi cái đầu lắc. Oh, Bé Tư. Wednesday. Bé Tư ơi. Wednesday?
after she left. She's like, she's the one who's actually the one that's patrolling the house and making sure nothing gets in. Yeah. Like, he's just like, he walks in. Okay, đây nè. Hôm nay là hai vợ chồng Ngọc muốn dẫn Ngọc, chồng Ngọc xuống đây ăn phở. Cái chỗ mà ngày xưa cái khu này gia đình ở dưới đây nè. So we used to live around here, but this is a good one. Four. Yeah. Yeah. Let me see if they sell it in around. Đây là dĩa rau nè cả nhà. Giá trụng nè. Ngọc đòi Ngọc ngồi ở trong, cái chồng Ngọc nói thôi để anh ngồi ở trong cho để anh nhìn ra đường. Thì này bán phở lâu dữ lắm, lúc mà Ngọc còn nhỏ tới giờ chỗ này bán phở lâu. See, I was, I just, trời ơi, before I came. Không hồng bên em, không hành bên em. Dạ, cảm ơn anh. Wow. Okay, let's eat daddy. Okay. Yeah. Can you? Rồi, you don't want any bean sprout? No. Ở đây hồi bữa không phải quán phở nào cũng có giò cháu quẩy cả nhà, nên là nó hơi khó như chồng Ngọc. Mà mốt mà trước khi quế vô cái nào phải kiếm giò cháu quẩy trước, chứ còn không phải kiếm phở trước. không phải kiếm phở nào ngon nhất, mà kiếm giò bà chỗ nào bán giò cháu quẩy ngon nhất để chấm với nước phở. Oh, you want some banh mi? You can dip the banh mi with this. Yeah, I can. Yeah. Để đi mua ổn mì đó. Chị ơi, bán em ổn mì không được không? Wow, sáng bán hamburger nữa ha. Bánh mì thành heo quay. Đó, trường á, cái trường ngày xưa của Ngọc học nè cả nhà. Đó, trường Quang Trung á. What do you think? Cháo quẩy better. Không có cháo quẩy nên Ngọc đi mua đỡ ổn mì. Mà nói cháo quẩy chấm ngon hơn. Ở đây tô phở như vậy nè ở nhà, rất là bự nha, 65.000 tô, rất là bự luôn. This is the fresh noodle. Này phở tươi nè. Có thêm mấy cọng hành trần nữa. Hai thích ăn hành trần. Tô này là tô lớn nhất á. Tô nhỏ là 55, tô lớn là 65. Is this a better way to hold the chopsticks? I usually hold them like that. No, everybody had their own one. Chồng họ thấy Ngọc cầm đũa, ở đây. Cái cách Ngọc cầm đũa có dễ ăn hơn không? Tại vì anh hay cầm đũa kiểu khác, Ngọc nói không, cầm kiểu nào miễn mình ăn được ngon thôi chứ. Nó cần bắt chước ai?
cầm đũa sao mà cái miệng đừng có để bụng đói được. Gần không? Để đi, nó khỏe chứ. Thôi nha, thôi đừng nước uống ha. Cái xăm mà trà đá nè, sữa tươi nè, chưa qua xăm bóng. Nước xăm. Xăm để quên uống được không ta? Trà đá đi, cho đi uống trà đá đi. Cho em đi trà đá đi. Hai chai nước suối đi chị. Nước suối con. Hai chai nước suối giùm em. Không, cái tô này hơi bự quá. Con này hơi bự quá. Đằng sau lưng Ngọc cô này bán ra đang bán xôi. Đang bán xôi. Cúc với coi sao mặn khác nhau gì vậy? Dạ. Cái mặn thì nó có cái mặn. Dạ. Còn xì khúc thì muốn ăn xì khúc mặn cũng có đầy đủ cái này. Dạ. Lấy một cái xì khúc mặn thì bà mở cái gói xì khúc cho con coi thử coi. À. Ngon, nó cũng có nhân như là cái kia. Cho con một gói xôi đó với lại một gói xôi mặn đi. Xôi mặn là mình lấy xôi trong này ha. Dạ. Bỏ miếng lá chuối lên. Lá chuối lên xong rồi bỏ ba tê chả. Wow. Ồ, ở trong đây cũng có sữa cúc cho mày nè. Nó nóng quá thì mình phải lấy. À hả? Lấy thêm xô ra thì... Hộp xô vậy nhiêu tiền bà? Dạ 20 với cái sữa cúc 15. Sữa cúc 15. Dạ. Sữa mặn 20. Cúc mặn thì 25. Ngày mình mới mở ra bán hả ta? Nó lâu rồi. Ủa lâu hả bà? Đó bà tê đó. Ba tê lạp xưởng trứng cút. Wow, chả bông á ba hả? Chả bông thì ngon lắm. Ta mua toàn mua đem về. Chà, sáng sớm ăn gói này thôi chứ. Ăn tới trưa luôn. Ăn gói xôi 20.000 đó tới trưa luôn. Rồi. Dạ. Bỏ chung vô con. Tính tiền chung với chỗ phở được không? Mà là riêng. Rồi ok. Chú chào quốc hết ổ mì rồi đó. Finish the whole bun đi. Quốc khô hết ổ mì rồi. Điện thoại này là số điện thoại cô cho con xin cái tên của mình cũng là 350.000 miễn ship cô nha. Dạ, rồi con cảm ơn. Mới sáng sớm 8 giờ làm mấy giờ mình bắt đầu? Dạ 8 giờ. 8 giờ mà giờ mới 8 giờ 15 mà. Trời đất ơi. Thiệt luôn á chứ. Hồi nãy con xuống chỗ ăn phở mẹ. Quá trời luôn, quá trời mấy chị ngày xưa luôn. Gặp chị Hiền. Mấy chị đó biết con hồi 10 tuổi hết á. Chị Hiền nè, rồi chị Đào nè. Đào ốm ốm á. Đào à, chị có gì chị gì quên nè. Chị có gì mà lên chơi với Hiền ốm ốm á, khi tin gì quên ta. Rồi quên biết gặp ai không? Ai? Gặp cái chị mà hồi đó học tóc của chị Loan á. À. Tên gì quên mất tiêu. Chị Hiền phải không ta? Không. Chị Thúy, chị gì ta? Tên gì á? Chạy ra, chạy. Rồi mà trời ơi, thương mình lắm, thương mẹ, thương con dữ lắm. Dạ. Trời ơi, chạy ra liền nói ơi, thì chiếc này về lâu phải không? Nói trời đất ơi, không sót cái video clip nào. Mày làm gì sáng sớm mà mày làm gì đồ hôi, mày hôi ướt dế ướt nhỏ vậy mẹ.
Dẹp dọn nhà mấy cái thùng đồ mẹ đem về mấy bữa trước á. Ừ. Rồi sáng giờ mẹ ăn gì chưa? Con ăn phở A Lý, xong đằng trước phở A Lý có bán xôi cút nè mẹ. Mẹ uống mấy cà phê. Đó, nghe nói xôi cút ngon, xôi chỗ này bán ngon lắm, mà mua thử gói xôi. Ăn phở xong mua thêm gói xôi, về tới đây là thấy đói bụng tới nữa, tới lại rồi nè. Anh Nhật sáng giờ ăn gì chưa? Chưa, lại đang xôi nè. Cái gì cà phê uống đây con. Lại đang xôi nè. Xôi cút với lại xôi cái gì đó. Xôi xôi mặn. Chỗ này nghe nói ngon lắm nè. Lấy muỗng với dĩa đi cho em sắn em ăn với. À, gói xôi này 20.000, gói xôi này 15.000. Hồi sáng cũng qua sớm, anh tưởng 7-8 giờ mới dậy, giờ tôi dậy sớm lắm. Giờ là 5 giờ. Mà em sợ anh còn ngủ nên không có gọi anh nên em tự bút ráp đi. Thấy không? Thấy em tôn trọng cái giấc ngủ anh Nhật vậy. Ừ, 5 giờ dựng đầu dậy anh. Đứng ở ngoài đợi con hoài. Ai? Anh Nhật nè. Ủa vậy hả? Để con xuống đây đi. Trời đất ơi. Mẹ ăn thử miếng xôi mặn này mẹ, lâu quá cũng chưa ăn miếng xôi mặn nè. Ăn thử miếng xôi ngon không? Hết luôn. Nghe... À, trời. Mẹ thích ăn xôi cút không? Xôi nào cũng ngon á. Này xôi cút. Xôi cút. Cút à? Cút. Chỉ nói xôi này cút mà cút mà ở trong này có nhân. Còn cái xôi nãy mẹ ăn là xôi xôi mặn nè, xôi cút ở trong đây nè. Đó là ngon, nói xôi cút là xôi ngon dữ lắm á. Coi. Xôi cút quá là con biết không? Cái nó cái nhìn nó dạng nó là giống giống như là ăn thử đi anh Nhật. Nè ăn thử miếng xôi cút này mẹ. Sáng mai chị làm cho mình, chỉ nói chị ăn muốn điêu chỉ đầu bụng mà chỉ xin nghỉ việc à. Con giờ mẹ phải làm. Xui vậy. Chị Ngân mới kêu cái chị dịch vụ lại làm dịch vụ á. À. Thiệt nhà mình là không thể ngày nào không có người làm á. Mời cả nhà ăn thử xôi cút chị này giới thiệu nha. Như lần đầu tiên bán xôi thì phải. Ở ngoài bọc bằng cái gì á mà ăn y như là nó dai. Ở ngoài bọc bằng một lít lớp nếp giống như bánh cằn vậy hả? Rất là dai. Một kế nữa là một lớp xôi. Wow. Thôi con nghĩ con thích ăn xôi mặn hơn. Béo quá hả? Cái bánh nước cằn đó mẹ ơi, bánh không hút béo quá không? Ừ. Nó mặn không? Nó sao mặn à? Anh bảo là tối hôm qua nhậu lên đi kiếm chay hung. Con thấy con thấy mở cửa con nói rồi, chắc anh bảo cho mày thấy là sắp tới đi ngủ á. Kiếm cháo thì cái ngày thường là không bao giờ đụng. Rồi cái hả, lúc đó mày biết không, trời đất ơi mẹ ơi, nó đòi ăn nha, nó đói bụng quá, vợ đòi ăn phải bút đáp rồi cho nó ha, ổ bánh mì với lại hai trứng. Qua mẹ đuối quá, mẹ về chút xíu mà tắm rửa xong rồi á hả. Rồi á hả, cái gì đó bút ráp, rồi cái hả anh bảo leo lên anh hung nó, cái con nói bảo ơi nó đau bụng quá, giờ nó bút ráp kìa, lặn lội đi xuống dưới lấy ráp đem lên lôi lên lên cho nó ghê không. Chút nữa hả có người tới dạy piano nè, giờ phải cho học lại đàn piano ở đây chứ còn không hồi để về mà mấy tháng trời là quên hết là chết. Bữa giờ á, Ngọc cũng ra ngày cái video mà mặc dù hứa với cả nhà mình là ráng ra ngày hai cái mà bữa giờ mệt quá. Ngủ tới ngủ luôn, ngủ quá trời ngủ nên là không có làm kịp hai video, nên là nếu mà Ngọc làm được thì Ngọc làm. Còn không Ngọc không làm được thì cả nhà mình cũng thông cảm nha. Ông bà cô chú thông cảm giùm. Thì Ngọc sẽ kết thúc cái video clip tại đây. Hẹn gặp lại mình vào những video clip tiếp theo nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.